Luật Việt Nam tiện ích tra cứu văn bản luật. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Kiến thức pháp luật của Luật Việt Nam với những thông tin pháp luật hữu ích liên quan đến nhiều đối tượng. Và sau đây là nội dung chính của video ngày hôm nay. Chuyển nhượng quyền sử dụng đất bằng giấy viết tay khá phổ biến và dễ xảy ra tranh chấp, nhất là khi đất tăng giá. Mặc dù các bên có đủ điều kiện thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhưng hợp đồng chuyển nhượng không được công chứng, chứng thực mà chỉ có giấy viết tay thì tùy thuộc vào thời điểm chuyển nhượng mà có thể phải trả lại đất. Đầu tiên là giai đoạn từ ngày 1 tháng 7 năm 2014 đến nay. Theo Điều 117 Bộ Luật Dân sự năm 2015 và khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai năm 2013, chuyển nhượng quyền sử dụng đất có hiệu lực khi đủ điều kiện sau đây. Người mua và người bán đều phải có năng lực pháp luật và tham gia giao dịch hoàn toàn tự nguyện. Hợp đồng phải được công chứng hoặc chứng thực. Theo khoản 2, Điều 129 Bộ Luật Dân sự năm 2015, nếu vi phạm một trong những điều kiện trên thì hợp đồng chuyển nhượng bị vô hiệu. Trừ trường hợp một bên hoặc các bên đã thực hiện ít nhất 2/3 nghĩa vụ trong giao dịch, thì theo yêu cầu của một bên hoặc các bên, tòa án ra quyết định công nhận hiệu lực của giao dịch đó. Vậy khi hợp đồng chuyển nhượng bị vô hiệu sẽ thế nào? Khoản 2, Điều 131 Bộ Luật Dân sự năm 2015 quy định hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự vô hiệu như sau. Khi giao dịch dân sự vô hiệu thì các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận. Trường hợp không thể hoàn trả được bằng hiện vật thì trị giá thành tiền để hoàn trả. Như vậy, từ ngày 1 tháng 7 năm 2014 đến nay, nếu chuyển nhượng bằng giấy viết tay sẽ không được đăng ký sang tên, trừ trường hợp quy định tại khoản 2, Điều 129 Bộ Luật Dân sự năm 2015 vừa nêu ở trên. Mặt khác, khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất bị tòa án tuyên vô hiệu do hợp đồng không công chứng hoặc chứng thực, thì các bên phải hoàn trả cho nhau những gì đã nhận. Hay nói cách khác, bên bán trả lại tiền, còn bên mua trả lại đất. Tiếp đến là thực hiện chuyển nhượng trước ngày 1 tháng 7 năm 2014. Khoản 1, Điều 82, Nghị định 43 năm 2014 được sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định. Các trường hợp đang sử dụng đất chưa được cấp sổ đỏ. Do nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trước ngày 1 tháng 1 năm 2008. Do nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất từ ngày 1 tháng 1 năm 2008 đến trước ngày 1 tháng 7 năm 2014 mà có giấy tờ về quyền sử dụng đất, thì người sử dụng đất thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, cấp sổ đỏ theo quy định mà không phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất. Như vậy, đối với trường hợp sử dụng đất do nhận chuyển nhượng trước ngày 1 tháng 7 năm 2014, thì khi thực hiện thủ tục đề nghị cấp sổ đỏ, không phải nộp hợp đồng có công chứng hoặc chứng thực. Hay nói cách khác, dù hợp đồng chuyển nhượng bằng giấy viết tay hoặc đánh máy nhưng có chữ ký của các bên thì không phải trả lại quyền sử dụng đất. Kết luận, chuyển nhượng quyền sử dụng đất bằng giấy viết tay từ ngày 1 tháng 7 năm 2014 đến nay thì không được sang tên và phải trả lại đất nếu bị tuyên vô hiệu. Hợp đồng chuyển nhượng trước ngày 1 tháng 7 năm 2014 không có công chứng hoặc chứng thực thì không phải trả lại đất mà vẫn được cấp giấy chứng nhận lần đầu nếu đủ điều kiện. Những thông tin vừa rồi đã khép lại video ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình của Luật Việt Nam. Để tra cứu toàn bộ hệ thống văn bản và thông tin pháp luật hiện hành, vui lòng truy cập website luatvietnam.vn. Xin chào và hẹn gặp lại.